Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Công ty Cổ phần Thiết bị Vật tư Ngân hàng và An toàn Kho quỹ Việt Nam xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn dòng két sắt siêu cường KS125KC. Chiếc két sắt được sơn màu brown vô cùng bền bỉ, đẹp theo thời gian, màu sắc vô cùng đẹp đẽ và sang trọng quý phái, thể hiện sự đẳng cấp của quốc tế trên chiếc két sắt KS125KC. Chiếc két sắt có chiều cao tổng thể 650, chiều rộng 450, chiều sâu 510. Chiếc két sắt của thương hiệu WelcoSafe là một trong những thương hiệu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu trên 172 quốc gia trên thế giới. Chiếc két sắt có hai bản lề đúc đặc, bên ngoài rất chắc chắn, chống trộm, chống khoan phá ngay từ bề mặt đầu tiên. Chiếc két sắt sử dụng hệ thống tay cầm ba cháu Mercedes vô cùng sang trọng, quý phái, lịch lãm, đẳng cấp. Chưa có một đơn vị nào tại Việt Nam sản xuất được chiếc két sắt có tay cầm vô lăng ba cháu. Hệ thống chìa khóa chống sao chép an toàn, bảo mật. Chúng ta cùng xem cận cảnh chi tiết nội thất bên trong chiếc két sắt KS125KC. Ngăn trên chúng ta đựng những giấy tờ, hồ sơ của cơ quan doanh nghiệp. Ngăn dưới chúng ta có thể để tiền mặt để đi chợ hoặc lưu trữ một ít đồng đô la và ngoại tệ, để nếu có đi du lịch nước ngoài thì các bạn có thể mang tiền mặt đô la đi rất là thuận tiện trong chiếc két sắt. Và ngăn cuối cùng chúng ta sẽ để những giấy tờ, sổ đỏ hoặc là những sổ tiết kiệm. Đây, các bạn có thể xem những sổ tiết kiệm, chúng ta có thể ký gửi ngân hàng 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ, hoặc chúng ta có những quyển sổ bí mật của cơ quan doanh nghiệp, chúng ta cho vào trong két sắt an toàn, bảo mật, tối tân. Cánh cửa được đúc liền khối, chắc chắn, chống lòe lửa vào và thiết kế theo bậc tam cấp. Chiếc két sắt có 5 móc treo chìa khóa, chúng ta có thể treo chìa khóa cửa, chìa khóa ô tô, chìa khóa văn phòng. Hệ thống chốt hoàn toàn đúc đặc 100%, được mạ sáng bóng, bền bỉ theo thời gian. Tôi đóng cánh cửa lại. Két sắt cao cấp.vn mang những sản phẩm cao cấp, chất lượng cao đến tay người tiêu dùng. Hotline nhà máy sản xuất 098 277 0404, hoặc xem tại website ketsatcaocap.vn. Được phục vụ quý vị và các bạn là niềm vinh dự của chúng tôi. Chúng tôi vô cùng cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành và sử dụng sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Xin gửi lời cảm ơn trân trọng sâu sắc nhất đến quý khách hàng.